Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức mới nhất thú vị mỗi ngày. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những tin tức mới nhất của bóng đá Việt Nam. Việt Nam thắng đậm trước Brunei, danh hài chiến thắng lại than phiền về điều này. Không chỉ người hâm mộ, danh hài chiến thắng cũng lên tiếng về sân bóng thiếu chuyên nghiệp vừa diễn ra trận đấu giữa U22 Việt Nam và Brunei. 15 giờ chiều 25 tháng 11 diễn ra trận đấu ra quân giữa Việt Nam và Brunei trong khuôn khổ bảng B SEA Games 30. Đúng như nhận định ban đầu, đây là trận đấu không quá khó khăn với cầu thủ Việt Nam với chiến thắng đậm 6-0 trước Brunei. Trong đó riêng Hàn Đức Chinh có đến 4 bàn thắng. Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu trận đấu, cư dân mạng phàn nàn vì sân bóng Binan ở tỉnh Laguna, Philippines đang được sửa chữa nên chỗ ngồi quá ít so với các địa điểm thi đấu khác tại SEA Games. Ngoài việc ít khán giả đến sân cổ vũ trận đấu, dân mạng lại thắc mắc về việc xung quanh sân vận động trồng rất nhiều chuối. Là fan trung thành của bóng đá Việt, danh hài chiến thắng lên tiếng về địa điểm tổ chức trận đấu. Xung quanh sân vận động trồng toàn chuối, ôi chả thấy khán giả đâu, nhằm mãi trong mấy bụi chuối xem khán giả đâu mà chẳng thấy. Danh hài chiến thắng viết. Danh hài chiến thắng bày tỏ sự khó chịu khi các cầu thủ Việt Nam thi đấu ở sân vận động cỏ nhân tạo, xung quanh trồng nhiều chuối và thiếu tính chuyên nghiệp. Sau khi trận kết thúc, danh hài làm thơ: thương vận động viên của ta đem chuông đi đấm xứ xa thế này, sân vận động gì đây xung quanh toàn chuối với cây bạch đàn. Bên dưới bài đăng của danh hài chiến thắng, người hâm mộ đồng tình với quan điểm này khi cho rằng cách tổ chức và địa điểm diễn ra trận đấu khá sơ sài, làm giảm đi tính chuyên nghiệp của các trận cầu trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games. Danh hài chiến thắng là một trong những nghệ sĩ rất yêu thích bóng đá, đặc biệt luôn theo dõi sát trận đấu của tuyển Việt Nam. Trước mỗi trận đấu, nam diễn viên hài thường cổ vũ, làm thơ động viên các cầu thủ nước nhà. Cựu huấn luyện viên Đoàn Minh Sương cho biết, khó khăn khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo là rất khó khăn. Nhưng với những đội chơi thiên về kỹ thuật như U22 Việt Nam, khó khăn này càng lớn vì mặt sân cỏ nhân tạo dễ gây chấn thương hơn sân cỏ tự nhiên. Nhận xét về việc sử dụng bóng đá nam của SEA Games 30 diễn ra trên sân cỏ nhân tạo, cựu huấn luyện viên Đoàn Minh Sương nói: thi đấu trên mặt sân này, nguy cơ chấn thương cao hơn so với khi đá trên sân cỏ tự nhiên, vì mặt sân cứng hơn, lực phản xạ từ mặt sân đến cầu thủ trong các pha va chạm cũng lớn hơn so với khi đá trên sân cỏ tự nhiên. Chúng ta vừa thấy là các cầu thủ Việt Nam có những pha xử lý không như ý ở trận đấu với Malaysia, nên mặt sân cỏ nhân tạo, các tác động không chế bóng và đi bóng qua người không dễ dàng như ngày thường. Với một đội càng chơi thiên về kỹ thuật thì càng gặp khó khăn với mặt sân này, ông Sương nói thêm. Trong trận đấu với Brunei vừa qua, đội U22 Việt Nam xuất hiện ca chấn thương đầu tiên, đó là chấn thương của trung vệ Huỳnh Tấn Sinh. Dĩ nhiên có nhiều nguyên nhân dẫn đến chấn thương này, nhưng không loại trừ một trong những nguyên nhân đó là do mặt sân cứng. Cựu huấn luyện viên Đoàn Minh Sương nói về việc U22 Việt Nam gặp ca chấn thương ở hàng thủ. Tôi chưa biết mức độ chấn thương của Tấn Sinh tới đâu, nhưng thấy rõ là huấn luyện viên Park không dám mạo hiểm. Ông nhanh chóng rút trung vệ này khỏi sân sau khi anh ấy bị đau. Với giải đấu kéo dài, chúng ta còn đến 6 trận đấu nữa. Lực lượng nào bị bào mòn như vừa nêu rất đáng bàn. Bởi đường dài mà lực lượng thì mỏng có thể khiến chúng ta gặp khó khăn, nhất là khi giai đoạn tới U22 Việt Nam gặp những đối thủ mạnh hơn, khả năng tấn công tốt hơn Brunei, khi đó hàng thủ của chúng ta vất vả hơn. Vẫn là cựu lời huấn luyện viên Đoàn Minh Sương. Còn về chuyên môn của trận thắng đậm Brunei, huấn luyện viên Đoàn Minh Sương không bàn nhiều. Đầu tiên, chúng ta đạt yêu cầu khi giành chiến thắng đậm đà trước Brunei, nhưng giải đấu chỉ bắt đầu và đối thủ thì quá yếu. Huấn luyện viên Park Hang-seo, ngoài việc đảm bảo đội hình dạy chọn 3 điểm, chủ yếu nhắm đến những thử nghiệm, lối chơi và về con người. Ông Park cố gắng giữ đội hình vừa đủ mạnh để thắng cách biệt Brunei, vừa đảm bảo cho nhóm trụ cột Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, cả Tiến Linh dưỡng sức. Trận đấu tiếp theo của U22 Việt Nam là trận gặp Lào ngày 28 tháng 11 tới đây. Ông Sương hy vọng, tôi mong Tấn Sinh hồi phục nhanh cho trận đấu sắp tới đây bởi hàng thủ cần những nhân sự tốt. Các trận đấu tiếp theo sẽ khó khăn hơn trận đã qua với Brunei. Huấn luyện viên Park Hang-seo để lại hình ảnh rất đẹp ở SEA Games 30. Ở buổi tập sáng ngày 26 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo để lại hình ảnh rất đẹp khi chung tay cùng ban huấn luyện U22 Đông Timor dọn rác. Sáng 26 tháng 11, huấn luyện viên Park chia lực lượng U22 Việt Nam thành hai nhóm. Các cầu thủ đá chính trong trận gặp U22 Brunei chỉ tập thể dục, massage hồi phục tại khách sạn. Trong khi đó, nhóm cầu thủ dự bị hoặc thi đấu ít, trong đó có Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Tiến Linh, tập các bài phối hợp chiến thuật tại sân Regent Memorial. Đỗ Hùng Dũng tỏ ra sung sức do được nghỉ thi đấu ở lượt trận đầu tiên.
Vì mật độ thi đấu SEA Games 30 rất dày, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn sử dụng luân phiên các cầu thủ nhằm đảm bảo thể lực 100%. Ở buổi tập sáng ngày 26 tháng 11, do đội U22 Đông Timor tập quá giờ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chung tay cùng ban huấn luyện đội bạn dọn sân để giúp U22 Việt Nam nhanh chóng bắt đầu buổi tập. Hình ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo nhặt rác giúp U22 Đông Timor để lại hình ảnh rất đẹp, ấn tượng về tuyển U22 Việt Nam trong mắt người hâm mộ Philippines và truyền thông các nước tác nghiệp tại sân vận động Rizal Memorial. Chiều 26 tháng 11, U22 Việt Nam được nghỉ ngơi, hồi phục tại khách sạn. Chiều nay, đội tập luyện đầy đủ quân số để chuẩn bị trận đấu với U22 Lào 15 giờ ngày 28 tháng 11 trên sân Binan Football. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức mới nhất hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.